Nếu truyền thuyết Trung Hoa có yêu quái Bạch Cốt Tinh cực kỳ lợi hại, thì người Nhật cũng không hề kém cạnh với câu chuyện về Gassadokuro, một bộ xương trắng cao đến 27 mét, thường đi lang thang khắp các vùng nông thôn vào ban đêm. Không những vậy, xung quanh Gassadokuro còn có vô số những truyền thuyết dân gian rùng rợn nhưng vô cùng thú vị. Dù kích thước khổng lồ nhưng nó di chuyển nhẹ đến mức chẳng ai chú ý đến nó. Răng của Gassadokuro thường xuyên va vào nhau tạo thành âm thanh gachi gachi. Khi ăn tối, nếu nghe thấy âm thanh này, có thể nó đang đứng cạnh bạn đấy. Con quái vật khổng lồ này được tạo ra từ xương của người chết đói, do những người chết đói phải chịu đựng cái chết rất lâu. Ngoài ra, vì không được chôn cất tử tế và xương cốt của họ tập hợp lại hình thành nên Gassadokuro, bên trong con quái vật chứa đựng sự căm phẫn, thù hận và cơn đói chỉ có thể được thỏa mãn bằng cách uống máu của người sống. Vì vậy mà người Nhật khuyên bạn nên chú ý khi đi bộ vào ban đêm, đừng để Gassadokuro nhìn thấy bạn, nếu không hậu quả sẽ rất thảm khốc. Do có kích thước và giàu sức mạnh mà Gassadokuro sống rất dai. Tuy vậy, ngày nay chiến tranh và nạn đói không hoành hành nhiều như trước nên số lượng Gassadokuro cũng giảm dần. Những câu chuyện kinh dị về Gassadokuro, câu chuyện nổi tiếng nhất về yêu quái bộ xương khổng lồ này có lẽ là về một cuộc nổi loạn do Taira no Masakado cầm đầu xảy ra từ 1.000 năm trước. Sau khi vị thủ lĩnh này bị sát hại, con gái ông là Takeyasahime đã lên nắm quyền. Nàng công chúa này là một nữ phù thủy nổi tiếng. Bằng phép thuật của mình, Takeyasa đã tập hợp hài cốt của những người lính chết trận để tạo ra một bộ xương khổng lồ tấn công Kyoto. Có người kể lại rằng một người đàn ông ở tỉnh Bingo, phía đông tỉnh Hiroshima, vào rừng lúc nửa đêm và nghe thấy tiếng rên rỉ, "Mắt tôi bị thương." Người đàn ông sau đó tìm được một bộ xương nằm gần đó, rồi nhổ bỏ khóm măng tre mọc trong hốc mắt bộ xương. Thế rồi bộ xương liền hiện ra, cảm tạ người đàn ông trước khi biến mất. Câu chuyện về Gassadokuro thậm chí còn được đồn thổi diễn ra ngay trong thế kỷ 20. Một người đàn ông có tên Yuki cùng bạn bè đang trên đường đi đến nhà ga vào đêm đông lạnh giá. Yuki bèn rủ bạn bè đi con đường tắt băng qua một cánh rừng, dù một người trong nhóm đã cảnh báo rằng khu rừng từng là chiến trường đã bị ám. Sau một hồi tranh cãi, cả nhóm vẫn dẫn bước vào rừng. Đột nhiên, Yuki nghe thấy tiếng chuông trong tai, rồi cả tiếng cào xé từ đằng sau đang tiến lại mỗi lúc một gần. Cả ba người bạn cũng vậy. Họ bắt đầu hoảng loạn vì không thể xác định được âm thanh kia phát ra từ đâu. Thế rồi, Gassadokuro xuất hiện, bốc mùi hôi thối. Nó tóm ngay lấy một người trong nhóm và uống máu anh ta. Những người còn lại vừa la hét vừa kêu cứu đầy sợ hãi, cắp đầu chạy thoát thân. Tuy nhiên, con quái vật nhanh chóng bắt hết tất cả và tiếng la hét tắt lịm trong khu rừng. Truyền thuyết về Gassadokuro sau này trở thành đề tài yêu thích cho nhiều mangaka họa ít sáng tạo và là biểu tượng hài cốt không được chôn cất tử tế trở thành những hồn ma vất vưởng cùng với nỗi oán hận và uất ức của nỗi sợ hãi. Đó là kết quả của sự bất công trong cuộc sống. Chúng ta phải tập thích nghi với hiện tại, hãy vui vì mình đang được sống. Hãy trải nghiệm đi, đừng tự ti hay mặc cảm với ai, vì đó là cuộc sống của bạn.